Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Hôm nay mình giảng bài giảng số 2, tức là tên là học lập trình như thế nào. Lần trước chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà tự học công nghệ thông tin như thế nào nói chung, đúng không? Chúng ta nói là học công nghệ thông tin là phải học theo lối học đại học chứ không phải học như phổ thông. Hôm nay chúng ta sẽ nói tập trung vào học lập trình như thế nào. Đấy. Thế xong rồi các bài giảng sau thì sẽ dạy về lập trình thì cụ thể hơn. Như bài này là học lập trình như thế nào thôi. Thế thì chúng ta nhắc lại bài trước một chút, đúng không? Lần trước chúng ta nói rằng là có 5 phần, tức là chúng ta nói đến là chinh phục cái đỉnh cao, trên cái đỉnh cao của công nghệ thông tin là có những gì, phong cảnh trên đỉnh cao đó, rồi trên đỉnh cao ấy có những ai, có những người như là Bill Gates, rồi có Elon Musk, có Steve Jobs, rồi có Jeff Bezos, rồi có Jack Ma, rồi vân vân. Thì quang cảnh rất là đẹp, hứa hẹn là nếu các em lên đấy thì các em sẽ trở thành những người mà rất là mạnh mẽ như những cái thần tượng của chúng ta, đúng không? Rồi chúng ta có những thần tượng như là Turing hay là John von Neumann hay là Bardeen, John Bardeen, đúng không? Người phát minh ra bóng bán dẫn. Thế thứ hai là chúng ta sẽ nói chuyện là muốn lên cái đỉnh cao đó chúng ta phải chuẩn bị những hành trang gì, đúng không? Xong sau đó thì chúng ta phải chọn một con đường, vẽ một con đường đi. Xong sau đó thì chúng ta nói về cách thức làm thế nào để leo lên đỉnh, các kỹ thuật để leo lên đỉnh. Và cuối cùng thì cái phần cuối cùng chúng ta nói về là chúng ta sau khi lên đỉnh rồi, chúng ta sẽ sẵn sàng chinh phục tất cả những cái đỉnh cao khác, sẵn sàng mọi cách thức. Thì đây là một cuộc giống như của một người leo núi. Thế thì tôi sẽ không nhắc lại tất cả những cái này nữa. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta nhắc lại cái bài tập thực hành, đúng không? Bằng phương pháp 37 thì tôi muốn biết xem là tuần vừa qua thì các em có thời gian làm cái bài thực tập thực hành ấy hay không? Mọi người nhận được bài tập thực hành chứ, đúng không? Dạ, thưa thầy là có các bạn đã làm bài tập thực hành rồi. Thế à? Thế lần sau các bạn làm thì gửi vào trong email cho thầy nhá. Ok. Thế thì để biết là như nào để con phấn khởi, đúng không? Đấy. Thứ hai là hôm nay chúng ta sẽ tại chỗ, chúng ta sẽ bàn, chúng ta sẽ xem cái bài tập mà lần trước chúng ta cho về nhà ấy. Tức là có bên tay phải chúng ta thấy là có một danh sách gồm 1 triệu từ. Bên tay trái thì chúng ta có một cái câu đầu vào là gồm có 20 từ, đúng không? Từ S0 cho đến S19. Bây giờ vấn đề là chúng ta tìm xem là trong cái danh sách bên tay phải ấy thì các từ ở trong câu có bao nhiêu từ trong câu mà xuất hiện trong danh sách bên tay phải. Đấy, thì chúng ta làm như thế nào, đúng không? Đấy, thì đây là để minh họa cho cái giải pháp gọi là đơn giản và hoàn thiện. Tức là đầu tiên chúng ta tìm một giải pháp đơn giản đã, thế xong rồi chúng ta bắt đầu hoàn thiện nó. Đấy, thì tìm một cái phương pháp, tìm các cái từ mà trong câu này mà xuất hiện trong cái danh sách bên này, và với phương pháp là làm sao cho thời gian tìm là ngắn nhất. Thế bây giờ cái giải pháp và hoàn thiện thì cách giải đơn giản giảm nhất là như thế này, tức là mình bắt đầu quay trở lại cái slide trước, đúng không? Thì mình sẽ làm như thế này, tức là mình lấy S0 mình so sánh với W0, thế xong rồi nếu mà bằng thì là mình dừng lại, đúng không? Tức là coi như tìm ra, nếu mà S0 mà không bằng thì mình đi tiếp cho đến W1, W2, mình duyệt cho đến W999999. Thế xong sau đó thì mình lại tiếp tục là đến S1 và mình lại duyệt từ đầu đến cuối. Vì vậy là mình có bao nhiêu phép so sánh? Mình sẽ có 20 nhân với 1 triệu lần, tức là 20 triệu lần phép so sánh. Có đúng không? Thế thì ở đây câu chuyện là vậy là bây giờ chúng ta sẽ có thể tìm được một cái cách nào mà ngắn hơn không? Đúng không? Thế thì câu trả lời là như thế nào? Ai có sáng kiến gì làm cách ngắn hơn nữa? Tức là hiện nay chúng ta có 20 nhân với 1 triệu, tức là 20 triệu phép so sánh. Thế bây giờ làm cách gì mà ngắn hơn?
đúng không? Tức là đây là chúng ta tìm ra một giải pháp đơn giản nhất. Tức là tóm lại cứ so sánh từ đầu đến cuối, đúng không? Chúng nếu mà gọi lập trình, em nào biết lập trình rồi thì tức là chúng ta dùng hai vòng lặp, một vòng hai vòng lặp lồng vào nhau, tức là một cái là biến y, một cái biến g. Y chạy từ 0 cho đến là 19. Thế còn g thì chạy từ 0 cho đến 999.999, đúng không? Thì tức là vậy là gồm có 20 triệu phép so sánh. Thì bây giờ vấn đề là chúng ta làm thế nào để bớt cái phép so sánh này. Thì nếu mà không có, chưa có lời giải thì chúng ta muốn là tương tác một chút cho nó đúng. Thế xong bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài giảng. Thì nội dung bài giảng hôm nay chúng ta sẽ có 5 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là máy tính là gì? Thứ hai là lập trình là gì? Tại vì muốn là lập trình tức là phải dùng máy tính, đúng không? Thế vậy chúng ta phải hiểu được cái máy tính là gì thì chúng ta mới lập trình tốt được. Thứ hai là lập trình là gì? Thứ ba là tôi sẽ nói về các cái trình độ lập trình, đúng không? Lập trình nó chia thành những trình độ nhất định, những cái level nhất định. Thì các bạn phải, các em phải biết được những cái trình độ đó để mà mình còn phấn đấu đạt tới, đúng không? Và phần thứ tư là chủ đề chính của hôm nay, tức là học lập trình như thế nào. Và phần cuối cùng là phần sử dụng các tài nguyên lập trình như thế nào để học cho nó tốt. Thế thì chúng ta sẽ vào phần thứ nhất. Vậy là đấy, câu hỏi đấy, như thế này. Trước tiên là máy tính là gì? Và thứ hai là máy tính có thể làm được gì? Và làm thế nào để ra lệnh cho máy tính? Đúng không? Thế thì đấy là ấy. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về máy tính là gì. Bây giờ máy tính là chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình này là gồm có những gì ạ? Gồm có máy PC, tức là máy tính để bàn ở bên tay trái, có laptop, đúng không? Có một cái gọi là máy chủ, thì cái này các em ít nhìn thấy hơn, nhưng mà nó thường là ở các cái trung tâm tính toán lớn hay là ở các công ty thì thường chúng ta sẽ thấy các máy chủ, tại vì tính năng nó sẽ tính toán mạnh hơn những cái máy laptop và máy để bàn của chúng ta rất là nhiều. Cái máy mà điện thoại di động thông minh cũng là một cái máy tính rất là mạnh, đúng không? Chúng ta biết là con chip nó rất là mạnh, tương đương một cái máy tính ngày xưa, đúng không? Thì nói tổng quát, nhưng mà trong cái hình này thì thiếu cái gì, đúng không? Thế thì chúng ta có thể nói là chúng ta bật cái hình tiếp theo lên thì mọi thứ xung quanh ta đều là máy tính cả. Thì hiện nay là thí dụ trong một cái ô tô, đây là một cái ô tô Porsche rất là sang, đúng không? Thì trong đó là có nguyên cả một cái máy tính. Máy tính mạnh hơn máy tính của chúng ta rất nhiều để điều khiển cái ô tô này chạy. Hay là trong cái nồi cơm điện thì có một cái máy, cũng là một cái máy tính. Hay là trong cái tủ lạnh mà chúng ta thấy. Đấy, hay là trong cái thiết bị gọi là robot để mà lau nhà cho chúng ta. Đấy, bây giờ mua cỡ khoảng 2-3 triệu thì đấy đã mua được một cái robot chùi nhà rất là đơn giản rồi. Chả phải làm gì cả, thả đi suốt ngày, lau thật nhà sạch bong. Đúng không? Thì cái này cũng thực tế là một cái máy tính. Thí dụ cái điều hòa, máy điều hòa cũng là một cái máy tính. Và chúng ta biết là thí dụ cô Sophia này, đúng không? Một cái cô robot thông minh là cũng là một cái máy tính rất là mạnh. Thế thì hiện nay thì tôi thấy là xung quanh ta rất là nhiều các loại máy tính khác nhau, đúng không? Thì đấy là cái khái niệm máy tính, bây giờ nó mở rộng. Nó không phải chỉ là cái ngày xưa là máy tính là dùng để tính toán, nhưng hiện nay là tất cả các thiết bị là đều có máy tính trong đó. Thì xung quanh ta là đầy máy tính. Thì chính vì thế mà cái thị trường để cho lập trình là nó cũng khắp mọi nơi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói một chút là vậy thì máy tính nó có những chức năng nổi bật gì. Thì chúng nó rất là đơn giản thôi. Có cái hàng chính ở giữa là máy tính là xử lý từ dữ liệu vào mà cho dữ liệu ra. Dữ liệu vào tiếng Anh gọi là input, dữ liệu ra là output, đúng không? Thì tức là dữ liệu thì được cho đầu vào và máy tính sẽ xử lý cái chuyện đó và output ra. Thì máy tính chỉ có mỗi cái chức năng nổi bật là như thế. Có thể có nhiều chức năng khác nhưng mà tối thiểu có chức năng xử lý input để cho ra output thì được gọi là máy tính. Sau đó tất nhiên là sau đấy mình có thể xử lý xong mình có thể gửi đi rồi vân vân nọ kia. Thế bây giờ về máy tính hiện đại ấy, thì chúng ta có những cái thành phần chính nào để nó làm được cái việc là đầu vào và xử lý đầu ra. Thì chúng ta biết là máy tính hiện đại là có, theo ý tôi là có 6 cái thành phần quan trọng. Thứ nhất là bộ xử lý, nó giống như
cái bộ người ta hay gọi là bộ CPU, tức là bộ xử lý của máy tính, giống như cái não của máy tính, tất cả những tính toán nó thực hiện ở bộ CPU. Thứ hai là hệ điều hành. Đúng không? Hệ điều hành, chúng ta sẽ nói về hệ điều hành. Thí dụ như bộ điều hành như trên máy của chúng ta có thể là dùng máy Windows chẳng hạn của Microsoft là một hệ điều hành. Nhưng mà trên máy MacBook thì chúng ta có Mac OS, hay là trên điện thoại di động thì có iOS, còn trên điện thoại của Samsung thì chúng ta có Android, hay là trên một số server thì chúng ta có Linux, Unix, đấy, đủ thứ cả. Thì đấy là gọi là các hệ điều hành, thì chúng ta sẽ nói thêm về phần này. Xong đó trên máy tính nó còn gì nữa? Có phần mềm, các ứng dụng, đúng không? Ví dụ Doc chẳng hạn, hay là chúng ta đang dùng Webex để mà chúng ta học từ xa chẳng hạn, thì cũng là một phần mềm, đúng không? Rồi các cái phần mềm mà tôi đang trình chiếu như PowerPoint cũng là phần mềm. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có bộ nhớ, đúng không? Tức là trong máy tính thì thế nào có, không có cái gì thì không có, nhưng mà phải có bộ nhớ, đúng không? Thì bộ nhớ là rất là quan trọng. Thì bộ nhớ là có bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, có đĩa cứng rồi vân vân. Sau đó thì ngoài ra thì trên máy tính có dữ liệu nữa, đúng không? Các số liệu, các file số liệu, dữ liệu để đọc. Và cuối cùng là máy tính bao giờ nối với các thiết bị ngoại vi. Đấy, như cái màn hình chúng ta, con chuột chẳng hạn, hay là màn hình, hay là bàn phím, đều gọi thiết bị ngoại vi cả. Bên cạnh đó chúng ta có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác, thứ như máy scanner hoặc là máy in chẳng hạn. Đấy là các thành phần của máy chính. Vì vậy là máy tính tối thiểu nó có 6 thành phần này. Thì tôi nghĩ là máy tính hiện đại là như thế. Tất nhiên máy tính ngày xưa có thể thiếu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là máy tính thì gồm hai mảng là phần mềm và phần cứng. Nó chia ra làm hai loại. Nói chung là phần mềm. Thì phần mềm là chúng ta sẽ nói chuyện hôm nay là lập trình, tức là viết ra các phần mềm, đúng không? Thì phần mềm thì đem lại triển vọng làm việc làm nhiều nhất. Còn phần cứng thì thường là do các cái công ty lớn nó sản xuất và nó bán cho mình những cái. Tại Việt Nam thì sản xuất phần cứng là hơi ít. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là muốn lập trình giỏi chúng ta phải hiểu phần cứng. Thì chúng ta nếu mà hiểu biết về cách thức tổ chức và hoạt động của phần cứng thì chúng ta sẽ lập trình tốt hơn, đúng không? Viết phần mềm tốt hơn. Thì giữa hai cái này có một cái mối quan hệ với nhau. Hiểu phần cứng thì làm phần mềm tốt hơn, và làm phần mềm thì sẽ điều khiển được phần cứng, khai thác được hết tính năng của phần cứng. Thế phần cứng và phần mềm thì trong 6 bộ phận mà chúng tôi vừa nói, ở 6 thành phần nói ở trên ấy, thì 3 cái thuộc về phần cứng và 3 cái thuộc về phần mềm, tức là bộ xử lý, CPU, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi thuộc về phần cứng. Hệ điều hành, ứng dụng, hay chúng ta bây giờ Tùng dùng tiếng Anh cho nó quen, tức là app, đúng không? Application. Nhưng mà chúng ta dùng chữ app hay dùng chữ app tiếng Việt, đôi khi trong ngành các kỹ sư nói chuyện nhau cũng là app chứ không cần nói ứng dụng nữa. Và dữ liệu, tức là hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu thì là thuộc loại phần mềm. Đấy. Thì phần chúng ta lập trình, tức là chúng ta xử lý, sử dụng chủ yếu là ở bên tay phải. Còn chúng ta sẽ phải biết các chức năng, các tính năng bên tay trái để chúng ta ra lệnh cho nó thực hiện những cái việc mà chúng ta yêu cầu. Thế thì chúng ta có thể so sánh được cái việc tổ chức của cái máy tính giống như tổ chức một cái doanh nghiệp. Phải nghĩ như thế để cho chúng ta hiểu được quá trình lập trình nó như thế nào, đúng không? Đứng đầu là doanh nghiệp, thông thường là tổng giám đốc, hay là người ta gọi là CEO, thì nó cũng giống như CPU vậy, đúng không? Đấy. Tất cả mọi việc ở trong công ty đều phải qua CEO. CEO quyết định, CEO ra cung cấp nguồn lực, CEO ra lệnh, đúng không? Thì tất cả mọi tính toán trên máy tính đều qua CPU hết. Thứ hai là bao giờ một cơ quan là cũng phải có văn thư, lưu trữ các công văn đi công văn đến, thì cũng giống như là bộ nhớ, đúng không? Thế thì bên cạnh đó thì chúng ta có những cái bộ phận hành chính. Bộ phận hành chính thì là tất cả mọi việc điều hành trong công ty, đúng không? Bố trí cái này, bố trí cái kia, rồi phối hợp các bộ phận với nhau thì là bộ phận hành chính. Thì nó tương đương với lại hệ điều hành, đúng không? Hệ điều hành giống như là bộ phận hành chính của một công ty. Còn các ứng dụng thì giống như là các phòng ban nghiệp vụ. Ở dưới nó phải dính đến các quy trình nghiệp vụ. Và
phần cơ quan nào ấy, thì cũng phải có kế toán và tài chính, thì là nó sử dụng nguồn lực công ty, thì tại vì công ty cuối cùng phải làm ra tiền và phải tiêu tiền, đúng không? Thì nó giống như là dữ liệu, đúng không? Dữ liệu là giống như tiền vậy. Và cuối cùng là phải có bộ phận đối ngoại, thì là phải có những cái thiết bị ngoại vi, thì giống như là các bộ phận đối ngoại. Thế thì vì vậy là tổ chức của máy tính nó giống như tổ chức của một công ty vậy, đúng không? Rất là tự nhiên. Chúng ta cũng có thể so sánh với lại máy tính với con người. Thì trong cái cột bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy là có máy tính, có CPU, có bộ nhớ, có thiết bị ngoại vi, có hệ điều hành, có phần mềm, có dữ liệu. Thì các hoạt động thì là gì? CPU dùng để xử lý, bộ nhớ thì để lưu thông tin, thiết bị ngoại vi thì để là đưa dữ liệu ra và đưa dữ liệu vào, đúng không? Tại vì input xong sau đó xử lý xong rồi ra output mà, thì phải qua thiết bị ngoại vi. Thí dụ như là chúng ta gõ các cái chữ chẳng hạn thì bằng bàn phím, thì lúc bấy giờ là dữ liệu vào, đúng không? Sau khi tính toán xong thì nó hiển thị lên màn hình, thì đấy là dữ liệu ra, đúng không? Thì thiết bị ngoại vi là màn hình và bàn phím đều là thiết bị ngoại vi hết. Thế thì còn hệ điều hành, đúng không? Thì là nhiệm vụ của nó, là tên của nó thế nào thì nó là như thế thôi, điều hành. Phần mềm thì là các ứng dụng khác nhau, đúng không? Và dữ liệu thì là cái hoạt động của nó là tích lũy và chia sẻ, đúng không? Công ty thì rõ ràng tích lũy tiền và phải chia sẻ tiền, phải tiêu tiền chứ, đúng không? Thế thì con người ta thì bây giờ chúng ta so sánh với các hoạt động của con người, đúng không? CPU thì ứng với con người là gì? Suy nghĩ, mà suy nghĩ thì bằng não. Thế cho nên người ta hay nói cái CPU của máy tính là giống như bộ não của máy tính. Thứ hai là bộ nhớ thì giống như trí nhớ. Tất nhiên là trí nhớ của ta thì chúng ta thì nằm trong bộ não. Thế nhưng mà sau này chúng ta sẽ nói chuyện đấy sau. Tức là đây là một kiến trúc mới. Kiến trúc của máy tính là theo kiến trúc gọi là kiến trúc Neumann. Còn nếu mà suy nghĩ mà cùng với bộ nhớ cùng một chỗ thì kiến trúc gọi là kiến trúc phi Neumann. Thì hiện nay là cái não người là kiến trúc của nó không giống hoàn toàn máy tính ở chỗ đó. Vì cái đấy là rất là sâu, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn thiết bị ngoại vi thì cũng giống như chân tay chẳng hạn thế, đúng không? Chúng ta ra lệnh, đầu óc ra lệnh cho chân tay hoạt động. Thế còn hệ điều hành thì giống như là mạng dây thần kinh, đúng không? Truyền khắp cơ thể để mà chuyển các cái lệnh đến cho các bộ phận trong cơ thể. Và phần mềm thì của con người thì cũng giống như các loại kỹ năng, đúng không? Thì chúng ta biết làm gì đấy thì giống như là chúng ta có một chương trình gì đấy. Thế cho nên ông Elon Musk, ông ước mơ là sau này người ta học thì có một cái cơ chế nào đó là, thí dụ chúng tôi muốn học tiếng Anh chẳng hạn, thì cũng không cần phải học từ bằng A bằng B, học bao nhiêu năm mới được. Và giống như chúng ta ghi toàn bộ tiếng Anh, giống như sao chép đĩa thôi, đúng không? Có một cái đĩa về tiếng Anh, sao chép luôn vào đầu dùng. Mà sao chép xong thì muốn là giải phóng bộ nhớ để làm chuyện khác, xóa đi, lúc ấy không biết tiếng Anh nữa, khi nào cần biết tiếng Anh lại ghi lại. Thí dụ như thế thì đấy là một cái ước mơ, không biết có hiện thực hay không, nhưng đấy là một cái ý tưởng của Elon Musk. Và cuối cùng thì dữ liệu thì cũng như kiến thức thì chúng ta cũng tích lũy và cũng chia sẻ. Đấy thì đấy là so sánh con người. Thế bây giờ chúng ta hiểu một chút. Tức là ở đây thì tất cả các 6 cái bộ phận này thì tôi hôm nay sẽ không có thời gian nói với các em. Nếu các em muốn tìm hiểu thêm thì có thể là tại cái bài giảng của tôi tại Đại Nam năm thứ nhất thì sẽ về nhập môn công nghệ thông tin, thì giảng về bộ xử lý trung tâm, rồi là phần mềm, rồi hệ điều hành, tất cả thứ. Và sau đó thì có những môn học riêng về từng bộ phận một. Đấy, tức là chúng ta nhìn cái toàn cảnh trước, xong như lần trước chúng ta nói, tức là muốn học tốt thì phải nhìn toàn cảnh trước, vẽ được cái bản đồ, xong sau đó chúng ta đi sâu vào từng phần một. Thì ở đây là tôi chỉ nói qua bộ xử lý trung tâm thôi. Tức là bộ xử lý trung tâm thì ngày xưa ấy, là bắt đầu cái máy tính là ENIAC, nó nặng cỡ mấy chục tấn, đúng không? Trong một cái nhà rất là to, bên tay trái chúng ta thấy hoặc là các hình ấy. Sau 50 năm thì người ta làm lại cái bộ xử lý trung tâm thì bằng tay người đang cầm ấy, bé tí như thế, đúng không? Có chức, cái chip đấy nó có hoàn toàn có chức năng mạnh như cái ENIAC. Và ENIAC thì so với các máy tính ngày nay thì chả không ăn nhầm gì cả, đúng không? Thế thì cái bộ xử lý trung tâm là chúng ta đi một thời gian rất là dài mà phát triển rất là mạnh. Thì
bộ xử lý trung tâm nó có 4 cái chức năng như trong hình vẽ, đúng không? Nó chỉ đơn giản thế này thôi, tức là có 4 cái thao tác. Thứ nhất là nó lấy, tức là lấy cái gì? Nó lấy các chỉ dẫn, lấy từ bộ nhớ ra. Chỉ dẫn là chúng ta biết là trên máy nó có những thao tác người ta gọi là chỉ dẫn, tức là như là cộng, trừ, hoặc là đẩy, hoặc là ghi. Đấy là những cái thao tác cơ bản của một cái máy tính. Thì bản thân là cái CPU là nó không biết cái chỉ dẫn nào cả. Thì một khi nào nó định làm cái gì đấy thì nó phải lấy cái chỉ dẫn từ trong bộ nhớ ra, nó ghi sẵn ở đấy, nó mới đưa vào CPU. Ok, tôi có cái chỉ dẫn rồi, bây giờ sẵn sàng ông dập nhập dữ liệu đi, đúng không? Thế thứ hai là sau đấy nó giải mã ra, thì cái chỉ dẫn ở trong bộ nhớ nó biến thành chỉ dẫn ở trong CPU. Thế xong thứ ba là nó đưa dữ liệu vào và nó thực hiện cái chỉ dẫn đó, tức là biến cái dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra. Và sau khi có dữ liệu rồi thì nó lưu lại, tức là chỉ có 4 cái khái niệm, tức là một là lấy chỉ dẫn, hai là giải mã chỉ dẫn, thứ ba là mang dữ liệu vào thực hiện cái chỉ dẫn đó, và thứ tư là lưu lại cái dữ liệu vào bộ nhớ. Thế là kết thúc nó chức năng của CPU. Thế chúng ta tưởng tượng là chỉ có 4 chức năng này thôi, nó làm được tất cả mọi sự trên đời, đúng không? Tất cả mọi sự trên đời là lập trình, là nó tách ra thành những cái lệnh như là từ fetch, decode, execute cho đến store. Thế thì sau đó thì chúng ta thấy là chúng ta có cái gọi là chúng ta cũng cần biết là có cái bo mạch chủ, đúng không? Nhìn vào bo mạch chủ này chúng ta sẽ thấy là đấy, CPU là cái vàng vàng ở chính giữa rồi kìa, đúng không? Thế thì và có những cái bộ phận như là RAM, thế là bộ nhớ, rồi là có các cái đĩa cứng, rồi có các thứ thì chúng ta cũng cần biết, có những cổng để mà chúng ta kết nối với lại các cái thiết bị ngoại vi. Thế thì cái môn tôi sẽ không nói tiếp nữa, tại vì nếu sâu hơn thì nói hết cả buổi hôm nay cũng không hết. Thì chúng tôi có thể sau này học cái môn nhập môn công nghệ thông tin của tôi, hoặc là năm thứ ba thì có thể học sâu trong một cái môn gọi là kiến trúc máy tính và hệ điều hành. Thì tôi khuyên là tất cả những cái người mà muốn đi xa về công nghệ thông tin ấy, hay là về lập trình ấy, thì là phải học rất là kỹ về kiến trúc và hệ điều hành. Các em có thể là học lập trình để học để biết thì không cần giỏi về kiến trúc máy tính và hệ điều hành. Nhưng mà nếu mà muốn thật là giỏi, mà muốn trở thành tài năng lập trình như là tên của câu lạc bộ của mình, hoặc lập trình giỏi, thì phải biết càng nhiều về kiến trúc máy tính và càng biết nhiều về hệ điều hành thì càng tốt. Đấy, thì kết thúc cái phần này thì chúng ta sẽ có một cái bài tập nhỏ là sử dụng cái phương pháp 37. Thì các em sẽ dùng Google để các em hoặc là Wiki để các em tìm và viết, tìm hiểu 6 thành phần của máy tính. Đấy là tối thiểu để mà lập trình tốt sau, để có thể phát triển tốt sau này. Thì cứ 6 phần thành phần đấy, từ hệ điều hành này, dữ liệu này, ứng dụng này, còn bên phần cứng thì có bộ nhớ này, có CPU này, và có thiết bị ngoại vi. Thì các em đọc xong rồi viết một bài essay, thí dụ máy tính là gì, hoặc là CPU là gì, hoặc là vân vân. Thì các em viết một bài cỡ khoảng 2-3 trang gì đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ, phần này tôi sẽ dừng lại để cho các câu hỏi, xem các em có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ sang cái phần sau nhé. Thì phần này dừng lại xem các em có câu hỏi gì không, thì mọi người đặt câu hỏi.